tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV tất cả các loại tivi thông minh hiệu samsung, lg, sony, philips, tcl, sharp, hisense, element, insignia, hitachi, quý vị có thể cài đặt app vvtv xuống để xem chương trình tivi của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Bản tin đầu của chúng tôi cho biết là chuẩn bị phiên xét xử tổ chức Trump và giám đốc tài chính của ông Trump đó là ông Alan Weisenberg. Theo luật sư đại diện nhân chứng Jennifer Weisenberg là luật sư Duncan Levin, cho biết là văn phòng biện lý của quận Manhattan đang chuẩn bị cho phiên xét xử của tổ chức Trump và ông Alan Weisenberg. Bà Jennifer Weisenberg là một nhân chứng rất quan trọng dẫn đến quyết định khởi tố vụ án này. Trong hồ sơ đệ lên tòa vào tháng 5 vừa qua, công tố viên tiết lộ cuộc phỏng vấn với truyền thông của bà về những khoản phúc lợi ngoài lương bổng không đóng thuế diễn ra ở tổ chức Trump vào tháng 11 năm 2020 đã thúc đẩy các nhà điều tra cáo buộc hình sự. Vào tháng 7 của năm 2021, công tố truy tố 15 tội danh đối với bố chồng cũ của bà và công ty của cựu tổng thống donald trump liên quan tới việc trốn thuế hàng triệu mỹ kim luật sư duncan levin cho biết rằng họ chỉ cho chúng tôi hay bà ấy là một nhân chứng quan trọng trong phiên xét xử bà ấy đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thổi hồn vào những tài liệu mà họ nắm được và vì vậy họ chuẩn bị thủ tục cùng xem xét lại tài liệu này với bà Jennifer và rồi bà ấy sẽ sẵn sàng ra làm chứng. Bà Jennifer Weisenberg từng cho biết là những tài liệu mà bà cung cấp cho bên công tố viên là nhờ có được qua một thủ tục ly dị và từ công việc cá nhân mà bà làm cho tổ chức Trump. Trong đó nói rõ ông Alan Weisenberg là bố chồng cũ của bà sử dụng tiền của công ty để trả cho chung cư và tiền học phí như thế nào. Theo cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn thì đích thân ông Trump đã ký những tấm chi phiếu học phí, số tiền mà công tố viên cáo buộc là không đóng thuế. Luật sư từ chối không cho biết là liệu thân chủ có ra khai trước đại bồi thẩm đoàn được văn phòng biện lý triệu tập cho vụ này hay không. Ông đã viện dẫn lý do những quy định về bí mật của đại bồi thẩm đoàn và luật sư đại diện cho tổ chức Trump và ông Al Allen Weisenberg đã phủ nhận tất cả những việc làm sai trái và tố cáo là bản cáo trạng mang động cơ chính trị hiện nay thì ngày xét xử chưa được ấn định thẩm phán Juan Murchan đang giám sát vụ án ở tòa New York đã lên lịch điều trần vào ngày 12 tháng 7 và đến lúc đó ông sẽ ấn định ngày xét xử. Cuộc điều tra này diễn ra đồng thời cùng với cuộc điều tra dân sự vào cùng một vấn đề từ văn phòng tổng biện lý New York là bà Letitia James, vốn cũng sử dụng tài liệu từ bà Jennifer. Cuộc điều tra dân sự đã được tiến hành với một tốc độ nhanh hơn, với những chat đòi thân nhân trong gia đình của ông Trump phải cung cấp tài liệu và phải ra để lấy lời khai. Bản tin tiếp nối cho biết là Hoa Kỳ tuyển dụng thêm 250.000 gia sư để bù đắp cho lỗ hổng sau đại dịch tin chi tiết từ Hoa thịnh đốn cho biết là chính quyền của tổng thống Joe Biden sẽ tuyển thêm 250.000 cố vấn học tập và gia sư để hỗ trợ cho tất cả những học sinh thuộc các cấp từ tiểu học cho đến lớp 12 bị hỏng kiến thức vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thông tin xã Reuters cho biết là kế hoạch này đã được công, được tổ chức AmeriCorp, Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ và Trung tâm Everyone Graduated đồng tổ chức và triển khai trên toàn nước Mỹ kể từ ngày 5 tây tháng 7 với mục tiêu sẽ hoàn thành trong vòng 3 năm. Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ sẽ thanh tra về tiến độ mỗi tháng của các trường học trong công tác tuyển gia sư và cố vấn học tập. Tòa Bạch Ốc kêu gọi các trường học phân bổ 122 tỷ Mỹ Kim trong quỹ hỗ trợ Covid-19 để thuê gia sư và các cố vấn học tập có trình độ chuyên môn cao, cũng như là tổ chức các khóa học hè, phát triển kỹ năng và các hoạt động ngoại khóa. Tòa Bạch Ốc cho biết rằng, nghiên cứu đã chỉ ra, những gia sư và cố vấn có trình độ chuyên môn cao sẽ mang lại nhiều lợi ích đến cho thành tích, sức khỏe, tinh thần và thành công nói chung của các học sinh. Mặc dù kế hoạch này đã được các nhà nghiên cứu và phụ huynh hoan nghênh, tuy nhiên vẫn có một bộ phận băn khoăn về những trở ngại trong dự án. Phó giám đốc tại cơ sở nghiên cứu Future Ed của Học viện Georgetown là ông Phyllis Jordan cho biết rằng một học sinh nên học thêm gia sư 3 lần trong một tuần. Tuy nhiên, những giờ học này phải được tổ chức ngay trong ngày chứ không phải là sau giờ tan trường. Dạy kèm là một biện pháp tối ưu, nhưng nếu buộc phải dạy theo nhóm nhỏ thì một nhóm chỉ nên có từ 3 cho đến 4 học sinh mà thôi. Chuyên gia Phyllis đã chỉ ra là tổ chức AmeriCorp là nơi cung cấp nguồn lực rất tốt. Một nỗi lo khác là việc các trường học có thể làm gì sau khi quỹ ARPSer là một quỹ hỗ trợ cho các trường bị hết hạn. Tuy Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ cho hay là quỹ này có thể được gia hạn thêm 18 tháng nữa, đại diện của khu vực các trường học cần phải ký hợp đồng gia hạn trước tháng 9 của năm 2024. Tin từ Texas cho biết là vẫn chưa xác định được quốc tịch của tất cả 53 người di cư xấu số bị chết trong container tại Texas. Chỉ một tuần sau một thảm kịch di cư khiến cho ít nhất 53 người chết ở ngoại ô thành phố San Antonio thuộc Texas, nhà chức trách vẫn chưa xác nhận được quốc tịch của 5 nạn nhân trong số này. Theo thông tấn xã Reuters cho biết, Mexico và ba quốc gia Trung Mỹ, trong đó có Honduras, Guatemala và El Salvador, đã bước đầu xác định được quốc tịch của những nạn nhân bị thiệt mạng. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mexico, số công dân của Mỹ Tây cơ bị thiệt mạng trong thảm kịch chính xác là 26 người. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao của El Salvador xác nhận với thông tấn xã Reuters là không có công dân quốc tịch El Salvador bị thiệt mạng. Trong vụ này, giới chức của Guatemala cũng xác định được 16 công dân đã bị thiệt mạng thông qua dấu vân tay. Chính quyền Honduras xác nhận có 6 công dân bị thiệt mạng trong thảm kịch và số nạn nhân còn lại vẫn chưa xác định hoặc là chưa có thông tin về quốc tịch và danh tính. Thông tấn xã Reuters cho biết là danh tính những người bị thiệt mạng được chính quyền của các quốc gia xác nhận thông qua thẻ căn cước công dân hộ chiếu dấu vân tay ảnh cá nhân do gia đình cung cấp và các tài liệu đã được tìm thấy xung quanh hiện trường của thảm kịch Giám đốc của Viện Di cư Quốc gia Mexico, ông Francisco Gaduno đã nói với đài truyền hình Euronews cho biết rằng có 27 công dân Mexico cùng với 14 người Honduras và 7 người Guatemala, cũng như là hai người El Salvador đã bị thiệt mạng trong thảm kịch nói trên. Nhưng chính quyền của quận Besa của Texas thì nói rằng họ chỉ mới xác định được 35 nạn nhân ta lời của ông Tom Payne, phát ngôn viên của chính quyền quận Bisa, quốc tịch của các nạn nhân trong đó bao gồm có 20 công dân Mexico, 10 công dân Guatemala và 5 công dân của Honduras và còn cho biết rằng số liệu của họ cung cấp dựa trên sự xác thực của bộ phận y tế địa phương và đáng tin cậy hơn so với thông tin từ chính phủ của các quốc gia tiếp nữa là bản tin cho biết là công ty kem big olaf bị tình nghi là làm bùng phát vi khuẩn listeria gây chết người trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc tại hoa kỳ đã buộc một công ty kem có trụ sở tại florida phải ngừng bán các sản phẩm vì một đợt bùng phát vi khuẩn listeria ở nhiều nơi có liên quan tới thương hiệu kem này theo trang mạng của cdc Thương hiệu kem Big Olaf Creamery bán ở Florida có thể là nguyên nhân gây ra một đợt bùng phát vi khuẩn Listeria. Hiện nay đang có 23 người bị nhiễm, trong đó 22 người phải nhập viện và một người đã tử vong. Trong số 5 bệnh nhân có người đang mang thai và một người đã bị xảy thai. Phần lớn các bệnh nhân ở tiểu bang Florida. Những trường hợp khác được báo cáo ở các tiểu bang như Colorado, Georgia, Illinois, Kansas, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York và Pennsylvania. Trong số 17 bệnh nhân đã được trung tâm CDC phỏng vấn, 14 người cho biết là đã ăn kem của hãng này trước khi gặp các triệu chứng của bệnh. CDC khuyến cáo người tiêu dùng kem nhãn hiệu Big Laugh Creamery ở nhà nên vứt bỏ những sản phẩm còn lại. Đồng thời, những người mà ăn kem thương hiệu Big Olaf Creamery cần phải làm sạch khu vực chứa đựng hộp kem và vứt các dụng cụ có thể đã chạm vào các sản phẩm của kem Big Olaf. Đối với các doanh nghiệp thì CDC khuyến cáo không phục vụ hoặc là bán các sản phẩm của kem Big Olaf đến khi có thông báo mới. Công ty Big Olaf Creamery cho biết là họ uh, đang hợp tác với cơ quan điều tra và việc kem của họ là thủ phạm bước đầu chỉ là suy đoán từ CDC mà thôi. Sẽ có một bản tin khó tin nhưng có thật một chủ nhà quan đã bán bộ phận thi thể của những người quá cố một cách bất hợp pháp trong nhiều năm để thu lợi. Quản trị viên của một nhà tang lễ Donner Service tại thành phố Monroe thuộc tiểu bang Colorado vào thứ Ba đã nhận tội gian lận tiền bạc sau khi bị cáo buộc trộm các bộ phận thi thể người và bán chúng cho giới y khoa và khoa học để kiếm hàng chục ngàn Mỹ Kim trong một vụ buôn bán bộ phận thi thể bất hợp pháp. Bộ Tư pháp cho biết là nghi phạm là Megan Hayes, 45 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong âm mưu này. Bà này và mẹ là bà Shirley Koch, ngoài 60 tuổi, đã hỗ trợ cho những thương vụ buôn bán này. Theo thỏa thuận nhận tội thì 8 tội danh hình sự khác sẽ được bãi bỏ. Bà Hayes có thể phải đối mặt với một bức án lên tới 20 năm tù. Theo công tố viên, từ khoảng năm 2010 đến 2018, bà Hess chịu trách nhiệm quản trị công ty nhà quàng Donald Service, một tổ chức bất vụ lợi chuyên về dịch vụ môi giới thi thể, cũng như là công ty Sunset Mesa Funeral Director chuyên về dịch vụ hỏa táng, tang lễ và chôn cất ở một thành phố nhỏ Monroe, miền Tây của tiểu bang Colorado. Nghi phạm Hayes và bà mẹ đôi khi nhận được sự đồng ý từ các gia đình cho phép hiến một số các nội tạng hoặc là bộ phận của cơ thể của thân nhân quá cố, cáo trạng cho biết là nhà quản đã bán đầu, thân mình, tay, chân hoặc toàn bộ thi thể cho các cơ sở y khoa và khoa học, nghi phạm giao cho cốt hỏa táng giả cho thân nhân người quá cố. Trên thực tế không phải là như vậy. Thu nhập mà hai mẹ con kiếm được từ việc bán các bộ phận thi thể đã giúp họ trở thành một dịch vụ hỏa táng có chi phí rẻ nhất trong vùng và điều này giúp gia tăng nguồn cung cấp xác chết. Các gia đình trả từ 1.000 đô cho dịch vụ hỏa táng không hề xảy ra. Hồ sơ của tòa án cho biết là bà Hayes thay đổi kết quả xét nghiệm, cho thấy là người chết đã được xét nghiệm âm tính cho những căn bệnh như là HIV và hoặc là viêm gan, nhưng trên thực tế thì họ đã xét nghiệm dương tính cho những căn bệnh này. Và tiếp theo đây là phần thông tin thương mại.